Xin chào các bạn và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong bài học số 4, Lược đồ trí nhớ. Trước khi bắt đầu vào bài học mới ngày hôm nay, để có thêm nhiều bài giảng tham khảo đồng thời và nhanh chóng, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới trung học cơ sở, trung học phổ thông lên thanh tìm kiếm của trang YouTube. Tại đây chúng ta hãy nhấn nút đăng ký ở góc bên phải phía dưới màn hình. Trên kênh sẽ có rất nhiều bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản khác nhau để chúng ta có thể tham khảo. Sau đây chúng ta cùng quay trở lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Để thuận tiện cho việc theo dõi bài giảng, các bạn và các em hãy mở sách giáo khoa trang 123 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Đồng thời nên chuẩn bị vở để ghi chép lại nội dung chính của bài học ngày hôm nay nhé. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về các nội dung chính, đó là về lược đồ trí nhớ và vẽ lược đồ trí nhớ đó, đồng thời trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Như các bạn đã biết thì khi mình cần hỏi đường đi ở một khu vực không quen thuộc thì người được hỏi sẽ suy nghĩ một lúc, sau đó hướng dẫn các bạn đến cái nơi mà chúng ta cần đến. Vậy thì họ thường sử dụng các điểm mốc như trường học, cột đèn giao thông, bảng tên đường, các ngã rẽ để hướng dẫn. Và họ có thể đưa ra những chỉ dẫn là bởi vì họ có cái lược đồ trí nhớ về khu vực đó. Và sau khi học bài này thì các bạn sẽ vẽ được cái lược đồ trí nhớ để thể hiện các khu vực cũng như đối tượng thân quen. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu thế nào là khái niệm của lược đồ trí nhớ. Thì sẽ được cô trò chúng ta tìm hiểu ở trong mục số 1, lược đồ trí nhớ, khái niệm của nó. Các bạn hãy cùng quan sát ở trên màn hình. Ở đây cô có lược đồ về thị xã Sơn Tây. Các bạn hãy kể tên cho cô các tỉnh, huyện tiếp giáp với thị xã Sơn Tây. Chúng ta sẽ dễ dàng kể tên được các cái tỉnh và huyện đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ kể đến tỉnh nha. Tỉnh tiếp giáp với thị xã Sơn Tây, đó là tỉnh Vĩnh Phúc, tiếp giáp thông qua sông Hồng đúng không? Sau đó đến các huyện, đó là các huyện Phúc Thọ, huyện Thạch Thất, huyện Ba Vì. Ba huyện này tiếp giáp với thị xã Sơn Tây. Vậy tiếp theo, các bạn hãy suy nghĩ câu hỏi tiếp theo này. Bằng xe máy, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội đi về hướng Nam dọc theo quốc lộ 1A, dừng ở một trạm ven đường trong thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Sau đó, chúng tôi tiếp tục di chuyển. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, chúng tôi đã có mặt ở thành phố Ninh Bình. Từ đây, theo đại lộ Tràng An về hướng Tây khoảng 6 km, danh thắng Tràng An hiện ra trước mắt chúng tôi với khung cảnh thật đẹp. Vậy, dựa vào cái đoạn viết ở trên thì các bạn hãy vẽ lại hành trình của chuyến đi được miêu tả trong đoạn văn. Đầu tiên chúng ta sẽ nhớ đến hành trình của chuyến đi là xuất phát Hà Nội, đi là quốc lộ 1A, sau đó dừng chân ở một địa điểm là Phủ Lý và vẫn tiếp tục đi thì đến thành phố Ninh Bình. Rồi chúng ta sẽ rẽ vào đại lộ Tràng An, đi theo hướng Tây khoảng 6 km thì chúng ta sẽ ra được đến địa điểm chúng ta mong muốn đến, đó là danh thắng Tràng An, đúng không? Đây, các bạn có thể tham khảo về cái con đường đi ở đây đến được thành phố Ninh Bình và sẽ vào danh thắng Tràng An. Con người chúng ta đi dần thì thành quen đúng không? Sẽ có rất nhiều người không cần phải tra đến bản đồ mà vẫn có thể sẽ đi được từ Hà Nội về đến Tràng An. Vậy thì đó chính là lược đồ trí nhớ. Con người đã nhớ được cái bản đồ đó trong đầu. Vậy thì thế nào được gọi là lược đồ trí nhớ? Thì lược đồ trí nhớ là hình ảnh về một địa điểm hoặc một khu vực cụ thể trong tâm trí của con người. Và lược đồ trí nhớ là những cái thông tin về không gian, thế giới được giữ lại trong trí óc của con người và được đặc trưng bởi sự đánh dấu các địa điểm mà mỗi người từng gặp, từng đến. Vậy cái lược đồ trí nhớ này nó mang lại tác dụng như thế nào và được giúp ích gì cho cuộc sống của chúng ta? Thì lược đồ trí nhớ giúp chúng ta định hướng di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng cách vẽ phác họa lại tuyến đường đi. Đó giúp chúng ta dễ dàng di chuyển đúng không? Ví dụ chúng ta đi từ nhà cho đến trường, hay là giúp chúng ta hiểu về thế giới xung quanh, sắp xếp về không gian, thể hiện lại các cái đối tượng, phác họa lại hình ảnh một địa điểm, một hành trình hoặc một vùng nào đó. Chúng ta nhớ được đường đi từ nhà đến trường, xung quanh trên đường đi đó thì chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh nào về cây, về con hay về những sự vật, sự việc xung quanh trên con đường chúng ta đi từ nhà đến trường thì nó sẽ được lưu lại trong trí nhớ của chúng ta. Thì đó là lược đồ trí nhớ.
Chúng ta vừa tìm hiểu về khái niệm của lực đồ trí nhớ. Vậy chúng ta làm cách nào để chúng ta dần dần nhớ những cái địa điểm mà chúng ta chưa bao giờ đi trở thành trong trí nhớ của chúng ta, tạo thành một cái lực đồ trí nhớ? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong mục số 2 là phác thảo lực đồ trí nhớ. Thì hãy hoàn thành bảng xong về chuyến đi từ Hà Nội về Tràng An bằng các cái thao tác. Đó là chúng ta thử hình dung xem địa điểm chúng ta cần đến, và chúng ta sắp xếp lại không gian, đồng thời chúng ta lựa chọn vị trí bắt đầu. Thì ở đây ví dụ chúng ta hình dung, thì hình dung đó là chúng ta sẽ đi, địa điểm chúng ta đi đến là Tràng An, Ninh Bình, đúng không? Chúng ta hình dung con đường đi là chúng ta đi theo quốc lộ 1A và đi theo đại lộ Tràng An. Sắp xếp về không gian, không gian thì chúng ta đi theo quốc lộ 1A này, chúng ta đi đến trạm dừng chân ở Phủ Lý này, chúng ta đi đến thành phố Ninh Bình này, xong rồi chúng ta mới rẽ về danh thắng Tràng An. Còn vị trí bắt đầu chúng ta lại đi từ đâu? Vị trí bắt đầu đó là Hà Nội, đúng không? Sẽ là vị trí bắt đầu. Đó, chúng ta sẽ hình dung lại cái hành trình chuyến đi của mình đi từ Hà Nội về Tràng An để phác thảo lại lược đồ đó ở trong đầu của mình. Và đấy cũng chính là các bước để vẽ một lược đồ trí nhớ. Thì ở đây cô có đưa ra, đầu tiên đó là hình dung, nhớ lại và suy nghĩ về nơi mà em sẽ vẽ lược đồ. Đó, thì chúng ta sẽ vẽ lược đồ, đó là Tràng An đúng không? Thứ hai là sắp xếp không gian, suy nghĩ về tất cả những cái hình ảnh mà em có về nơi đó và sắp xếp nó lại với nhau trong tư duy của mình. Chúng ta thử suy nghĩ xem là ở Tràng An hay trên cái con đường đi chúng ta đi từ Hà Nội về Tràng An thì sẽ gặp những cái sự vật hiện tượng nào. Chúng ta sắp xếp nó ở trong tư duy của mình. Thứ ba là vị trí bắt đầu, chính là địa điểm hoặc khu vực chọn để phác thảo được lược đồ của mình. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ đi trả lời các câu hỏi của phần luyện tập và vận dụng. Bài tập số 1. Quan sát hình số 4 trả lời các câu hỏi sau. Người vẽ lược đồ này sống ở đâu? Nơi đó có thể xem là vị trí bắt đầu vẽ lược đồ này không? Từ thị trấn đến trường học sẽ đi qua những địa điểm nào? Đối tượng địa lý nào kéo dài từ Bắc đến Nam ở rìa phía Tây lược đồ? Và hồ nằm ở vị trí nào trên lược đồ? Đây, bây giờ sẽ đây là hình 4.1 lược đồ trí nhớ của một học sinh. Thì chúng ta sẽ xem là người này sẽ sống ở khu vực nào. À, người ta nói có chỗ là nơi tôi sống ở đây chính là nơi sống đấy. Và chúng ta sẽ xem người này sẽ sống ở khu vực đó là vùng thị trấn. Và nơi đây sẽ được xem là vị trí bắt đầu để vẽ lược đồ, được chưa? Và đi từ thị trấn cho đến trường học. Nào, chúng ta sẽ xem đi từ thị trấn cho đến trường học. Thì chúng ta sẽ phải đi trên đường giao thông này. Chúng ta phải đi qua rừng và đi qua cánh đồng. Thì đã được bạn ấy chú thích. Rừng là màu xanh đậm hơn và cánh đồng màu xanh nhạt hơn. Và chúng ta sẽ đến được trường học. Còn đối tượng địa lý kéo dài từ Bắc đến Nam ở rìa phía Tây. Đấy, chúng ta sẽ xem phía Tây là phía bên trái đấy. À, chúng ta thông qua cái kim chỉ nam ở trên bản đồ, chúng ta sẽ biết được đâu là phía Tây. Thì kéo dài từ Bắc xuống Nam, tức là từ trên đến dưới, xuống dưới. Thì ở đây chính là sông. Bạn ấy đã ký hiệu sông với màu xanh dương. Và hồ thì nằm ở hướng Bắc, ở trên lục đồ. Cũng bạn cũng đã ký hiệu được hồ. Thì đấy là những câu hỏi của... Câu hỏi số 2 này. Hãy tưởng tượng và vẽ lại lược đồ trí nhớ từ nhà em tới trường. Thì ở đây cô có đưa ra cho các bạn xem tham khảo về một cái lược đồ từ nhà đến trường của một bạn học sinh, bạn ấy vẽ lại. Thì có thể thấy được từ nhà chúng ta sẽ đi về bên trái theo hướng Tây khoảng 1 km thì gặp trường tiểu học rồi đến ngã tư. Sau đó thì rẽ phải đi khoảng 500 m gặp một ngã tư nữa. Thì đi qua ngã tư này thì khoảng 250 m là chúng ta đến trường trung học cơ sở. Đó là một đường đi, hoặc có một đường đi khác thì chúng ta có thể đi từ nhà, chúng ta đi thẳng, chúng ta đi sang bên phải đúng không? Chúng ta đi theo bên phải. Thì chúng ta đi một đoạn, chúng ta đến ngã tư, chúng ta đi thẳng 500 m rồi rẽ trái đi qua ủy ban nhân dân xã. Đoạn đường này khoảng 1 km. Và chúng ta rẽ phải, đến ngã tư chúng ta rẽ phải. Đi khoảng 250 m thì chúng ta sẽ đến được
trường trung học cơ sở. Tức là chúng ta có rất nhiều đường đi, có thể đi từ nhà cho đến trường. Sẽ tùy theo là các bạn lựa chọn đường đi nào ngắn nhất, thuận tiện nhất mà các bạn muốn đi. Như vậy, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm và theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những nội dung của các bài học mới nhé.